tay, đời phán xét mang lên khắp trần gian, ban ơn phúc bình an. Liệu rằng phải chăng Ngài là Đấng Mê-si-a thế nhân trong đời nay đã ngự tới? Xem dầu là do quyền năng ta như lời tiên báo thời đã khai mở nguồn ân lớn lao. Hãy sao mà đồng khô có cháy, hãy vui lên, hãy vui lên, vui mừng xa chỗ bao nhiêu khó khăn ngoài đường. Đời hoang vu bao hân hoan đã đón nở hoa và nhảy múa hoa ca. Hay ngày này nào ai run hơi, hay vui lên, hay vui lên, và đừng có sẽ che thiên chúa này gần rồi. Ngày sắp tới đời phán xét mang lên khắp trần gian, ban ơn phúc bình an. Kiên nhẫn chờ Chúa giáng trần để cứu thế nhân. Mà đồng khô có cháy, hãy vui lên, hãy vui lên, và mừng xa chỗ bao nhiêu khó khăn ngoài đường. Đời hoang vu bao hân hoan đã đón nở hoa và nhảy múa hoa ca. Hay ngày này nào ai run hơi, hãy vui lên, hãy vui lên, và đừng có sẽ che thiên chúa này gần rồi. Trần gian ban ơn phúc bình an. Vào thời ngày tươi, người quê nhảy múa như nai, điếc tai nghe đầy, đôi mù nhìn thấy vui cùng trời mây. Theo gương sứ ngôn hay là như người nông dân đêm ngày kiên nhẫn chờ Chúa giáng trần để cứu thế nhân. Hơi sa mạc đồng khô có cháy, hãy vui lên, hãy vui lên, và mừng xa chỗ bao nhiêu khó khăn ngoài đường. Đời hoang vu bao hân hoan đã đón nở hoa và nhảy múa hoa ca. Hay ngày này nào ai run hơi, hãy vui lên, và đừng có sẽ che thiên chúa này gần rồi. Ngày sắp tới đời phán xét mang lên khắp trần gian, ban ơn phúc bình an.